qua cho. Dạ, vậy tí nữa thầy ghé qua nha. Em cảm ơn thầy. Kể từ khi anh quyết định chỉ làm bạn với Kim Chi, mình thấy anh càng ngày càng tốt với mình. Không biết là anh có thích mình không ta? Hiền ơi! Hiền, đi chạy với Thơ không? Hả? À, gì vậy? Tôi... Nè, bà giấu cái gì đó? Đâu có, tôi đâu có giấu cái gì đâu. Xạo hả? Tôi thấy rồi nha. Thấy gì? Đâu có gì đâu. Cho tôi mượn cái coi cái. Tôi đã nói là không có gì hết mà. Trả lại cho tôi. Ngày 15 tháng 8 hôm nay là ngày đầu tiên tới trường của mình trời. Nhật ký hả? Thời buổi nào cũng nhật ký vậy trời. Nhật ký cho tôi. Trả đây. Quấy bị sao vậy? Hình như là dưới bên cho cổ rồi anh ơi. Trời ơi, mới chợ về mở chết nè. Ừ. Ờ ơi, tao nói tay sách nách mang bà ơi. Đã vậy đi chợ còn phải ẩm cũng bo theo nữa. Mệt quá trời đất thiệt, tôi rã rời tay chân luôn nè. Cái gì? Ông chồng tôi mà cho tôi chạy xe máy hả là chết liền á. Ông bắt tôi đi bộ không à. Vậy thôi ha. Ừ. Ủa mẹ. Hả? Ủa? Trời đất ơi, vô nào mày hết hồn với vậy? Vô nãy giờ mày không hay hả? Không. Ồ, mệt quá đi. Mẹ. Hả? Mẹ muốn đi chợ đi bằng xe máy hả? Thì mẹ muốn gì đó, nhưng mà chắc muốn cũng không được đâu con ơi. Chứ con nghĩ đi, chợ thì đi bộ đi tới, cô không có gần mà cô không xa. Mà phải ẩm thằng cu bo rồi tay xách tách mang về thì mẹ muốn xỉu luôn rồi nè. Không thôi, mất mẹ lấy xe máy của mẹ đi đi. Hả? Đi xe máy con hả? Dạ. Tại vì con suốt ngày trong phòng khám mà lâu lâu con mới ra ngoài. Khi nào con ra ngoài con báo mẹ trước nha. Ừ mà con cho mẹ mượn mà mẹ đâu có biết chạy xe đâu. Hồi nào giờ mẹ đi xe đạp không hả? Ơi có ai mà lần đầu mà biết đâu, mẹ phải học hết á. Thôi vậy nha, con đi làm nha. Ừ cảm ơn con nghe. Dạ. Trời ơi sao nay nó dễ thương vậy trời. Mình được đi xe máy đi chợ hả? Ý, con Bo ơi, dễ thương. Bà nội được đi xe máy đi chợ rồi con Bo. Bà nội sẽ chở con, bà nội sẽ chở. Dạ, chào bác sĩ Hoàng Anh. Dạ, chào cô chú. Em, cái số thuốc trong kho chút nhớ nhập vô chị nha. Dạ, em nhớ rồi. Ủa, ba chị vô. Ba. Ờ, con. Ba ơi, ba. Hả? Bây giờ á, con phải đi coi mấy cái thiết bị mới đi nhập về rồi. Không. Có gì ba khám giùm con này nha. Ờ được. Dạ, đi. Cảm ơn ba. Nha, nhớ nha. Dạ. Ê. Này đông quá hả? Dạ. Từng tự cho chưa nha. À bây giờ tất cả mọi người trật tự xếp hàng vô tôi khám cho. Dạ. Ai da. Ê, sao tụi mình dân vô? Nó kêu rồi. Ừ, cậu vô đi, cầm tôi đi. Dạ, bác sĩ gọi em. Tại sao tôi kêu cho vô mà nãy giờ không cho vô biết cái thì giờ? Khám lâu rồi, người ta trễ nãy giờ người ta không? Dạ, bác sĩ ơi, bệnh nhân ta về hết rồi. Đó, cái gì? Dạ, bệnh nhân ta tới đây, người ta nói người ta khám bác sĩ Hoàng Anh thôi. Không có bác sĩ Hoàng Anh ta đi về. Đi về hết á? Rồi về đi, đứng đây làm gì nữa? Nói thôi, làm dữ. Bực bội. Nghe, ba nghe. Dạ ba hả, con nè. Có gì con? Dạ, cô giáo chủ nhiệm tụi nhỏ đang đến phòng khám để khám bệnh đó. Ba cẩn thận nha. Vậy hả? Đâu rồi, kêu tới, ba khám liền. Ừ. Trời ơi, tưởng đâu không có, cũng có mà gì. Bác sĩ ơi, bác sĩ.
À? Có bệnh nhân tới khám bác sĩ. Tới cho vô liền. Dạ dạ dạ. Dạ. À, khoan. Dạ dạ. Để tao mặc áo đầy đủ. Dạ 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 bác sĩ. Coi ta chừng dạ, ta dạ, bỏ vậy dạ, nữa dạ, vậy. Dạ 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 đợi em chút chị ơi. Vô đi. À. Chào cô giáo. Đây. Dạ. Mời cô giáo ngồi đây. Dạ, con chào bác. Đó. Rồi tôi sẽ khám cho cô thật kỹ cho. À, có gì bác khám giùm con nha bác. Ừ, bác sẽ làm kỹ cho con. À, dạ. Đâu, đưa tay đi. Để bác bắt mạch cho. Ây chà. Máu huyết lưu thông không có đều. Và tái xanh chắc thiếu máu dữ lắm đây. Chắc là đau gan nè. Cái men gan hơi cao nè. À. Đó, con có bị bệnh đường ruột phải không? Tiêu quá không đều phải không? Có bị hôi miệng không? Dạ không bác. À, đưa bác sĩ trị cho con. Dễ mà. Dạ bác ơi. Hả? Thật ra con tới đây là để con chữa cái cổ con bị trật có bác. Nhưng mà bắt mạch để làm gì vậy bác? Thôi nãy giờ chị nói trước. Thật mà cũng phải bắt mạch thôi. Đau cổ cũng phải bắt mạch. Đó. Như tôi đã nói là máu huyết lưu thông không đều rồi mới đau cái cổ, không chạy được tới đây được, đau cổ đó. Ngoài ra nó đang còn những cái dấu hiệu bệnh về nội tạng nữa đó nghe. Men gan cao rồi đó. Vậy hả bác? Được rồi, tôi sẽ chữa cho. Dạ vậy tốt quá, con cảm ơn bác. Không có chi. Dạ. Bà biết không, con dâu tôi coi vậy chứ nó cũng tốt lắm á nghe. Biết không, nó đưa xe của nó cho tôi chạy á. Ừ. Trời đất ơi, ông Nghĩa chồng tôi hả? Còn lâu, ổng không cho tôi đụng tới cái bánh xe của ổng á, đó là đi xe cho tôi chạy. Nè, mai mốt tôi biết chạy xe rồi hen. Cái đi chợ đó, bà điện thoại tôi một cái, tôi qua bên nhà tôi chở bà đi chợ. Vậy đi ha. Ừ. Mẹ ơi. Ừ, mẹ nè con. Cái gì á? Nè mẹ. Cái gì mà tùm lum gì nè? Mẹ đọc đi. Cái gì mà đọc? Trời hỏi đáp an toàn giao thông. Ủa, con đưa một đống này cho mẹ chi vậy? Mẹ phải đọc hết chứ mẹ. Nè, cái này là bản đồ thành phố nè. Đọc để biết đường, hiểu không? Còn cái này á, thi sát hạch. Mẹ phải thi sát hạch mẹ mới lái xe được. Còn cái này là những cái bản cấm mẹ phải học hết, nghe chưa mẹ? Trời ơi, con đưa mẹ một đống này làm sao mẹ học thuộc được? Mẹ đâu có rảnh đâu con. Trời ơi, mẹ còn lo chung cua bo nè. Rồi mẹ lo làm công chuyện nhà nữa. Sao mà học hết được trời? Bây giờ mẹ học không? Không học phải không? Không học thì thôi. Không thì thôi thì để đây học cũng được. Chạy xe mình... Thì thôi. Thì tại vì mình phải học xong rồi mình thi bằng lái thì mình mới lái xe được. Bây giờ mẹ không học thì thôi khỏi chạy xe. Thì chạy thì học nhưng mà thì rồi để đây đi khi nào mẹ.